Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Chính Phương Trời Mười Phương Chư Phật, Chư Phật Mười Phương, Nam Mô A Di Đà Phật. Mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Hôm nay dắt lại có thỉnh trầu cao về miếu dâng lễ trầu cao, châm dầu đốt đèn rót nước, dắt lại về miếu dâng lễ trầu cao, châm dầu đốt đèn rót nước, thắp nén tâm hương, cũng quỳ đảnh lễ cúi đầu. Xin cái lộc cho bà con cô bác, dắt lại cũng đã phụng sự tam bảo, châm dầu đốt đèn rót nước, lau dọn hồi mấy bình bông xuống rồi để xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em chúng ta có cái lộc ngày mai ngày thứ sáu ngày 20 tháng 10. Thì ngày mai cũng là ngày 20 tháng 10, chúc tất cả bà con cô bác, những người làm mẹ, những người làm bà, những người làm chị, những người phụ nữ Việt Nam một ngày phụ nữ an lạc an lành, gia đạo luôn được bình an, làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con cũng nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, đèn trời soi xét ân độ cho ban cho ngày mai ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam, mọi người được thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, nhất là những người phụ nữ được may mắn, làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tật bệnh tiêu thiêu. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mời tất cả bà con cùng dắt lại thành tâm xin cái lộc ha. Hôm nay dắt lại về dân lễ trầu cao, dắt lại thành tâm hồi mấy bình bông xuống, rồi dắt lại cũng châm dầu đốt đèn rót nước, châm dầu đốt đèn rót nước, rồi dắt lại cũng thành tâm xin canh cho bà con một cái lộc một thầy sâm ngày 20 tháng 10 ha, ngày phụ nữ Việt Nam ha. Để bà con cô bác anh chị em chúng ta ngày nghỉ lễ chúng ta có đi chợ đi búa đi chơi đi gì đâu đó, chúng ta có thể tìm mua tờ giấy số. Hôm nay dắt lại dân lễ trầu cao, cúng thành tâm xin cái lộc để cho bà con cô bác anh chị em chúng ta, mọi người có thể tham khảo mua tờ giấy số, cầu được cái lộc may mắn, cái phước đức nhân duyên ha. Hôm nay dắt lại hồi bông xuống rồi, mai 21 thì dắt lại có đủ phước đức nhân duyên, dắt lại thỉnh bông về, dắt lại cúng ha. Ngang này dắt lại thấp, dắt lại đảnh lễ, mà từ trên đây xuống tới khúc rồi bà con cuốn tàn tròn luôn, mà con cúng công ha. Đó, cây nào cũng cuốn tàn hết rồi ha, nó nhang thường mà cuốn tàn luôn. Đó, thì dắt lại thắp xong rồi dắt lại đảnh lễ xong rồi từ phút này xuống tới đây là bà con thấy có một phút rồi. Rồi dắt lại thành tâm dắt lại xin cái lộc cho bà con ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Hôm nay con về miếu dâng lễ trầu cao, thắp nén tâm hương, châm dầu đốt đèn rót nước. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Long Thần Long Thiên hộ miếu, xin ăn điển ban cho con một thể sâm, một thể sâm lộc, một thể sâm tài, một thể sâm may mắn. Trong hũ sâm có từ 00 tới 99, xin ban cho con một thể sâm. Số trong thể sâm về trùng khớp với Đại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, miền Nam là 9. Xin ban cho con một thể sâm tài, một thể sâm lộc, một thể sâm mà miền Nam bà con có cái lộc lớn, sau nữa là miền Trung, miền Bắc con cúi xin bà. Xin bà độ và ban cho một thể sâm tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi số thầy xâm nằm ngửa lên luôn, số thầy xâm dương ha, dắt lại quay vào trong, dắt lại trình lễ bà ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là số thầy xâm may mắn con cũng vừa lắc ra được, con quay vào trong con trình lễ bà. Con xin bà độ và ban cho số thầy xâm này ngày thứ sáu trùng khớp với Đại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, đều có miền Bắc, miền Trung. Xin bà độ cho số thầy xâm này có cái lộc lớn ngày thứ sáu, giúp cho bà con cô bác trên kênh của con miền nào cũng có được cái lộc, miền Nam lộc lớn, miền Trung cũng lộc lớn, miền Bắc cũng lộc lớn, giúp cho bà con cô bác có được cái lộc ngày 20 tháng 10 năm 2023. Xin bà độ và ban cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đón nhận số thầy sâm này, số thầy sâm là 46 nè bà con, 46 nè. Dắt lại con xin để vào trong bát nhang, xin bà độ cho số thầy sâm 46, bà con ghép giùm cho, dắt lại là 646 ha, 646 nè bà con, con cọp ha, 646 Tý Sửu dần, Tý Sửu ngày Tý. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ bà, xin bà độ và ban cho số thầy sâm 46 có cái lộc lớn ngày thứ sáu ngày 20 tháng 10, và xin bà độ và ban cho con xuống bàn chư vị thần linh, con xin thêm một thầy sâm mới, một thầy sâm may mắn, một thầy sâm để cho bà con cô bác có thêm cái sự lựa chọn mới,
Nam mô A Di Đà Phật, nguyện xin bà độ và ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lời cũng thành tâm ha. Hôm nay giác lời dâng lễ trầu cao, trả lễ chư vị thần linh. Giác lời thành tâm, giác lời xin thêm một thầy sâm mới cho bà con cô bác, để bà con cô bác anh chị em chúng ta cũng có thể tham khảo mua tờ giấy số, cầu được cái lộc may mắn, biết đâu cái phúc đức nhân duyên ha. Hôm nay giác lợi xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mạng Thánh Hành được số thẻ sâm là số 46 Sâm Dương, giác lợi ghép vào là 646, đó là số thẻ sâm của bà. Bây giờ giác lợi xin chư vị thần linh, ông bà binh gia binh tướng của bà, ông địa ông thần tài, chư vị sinh thần thủ địa, ông bà tà xin một thẻ sâm nữa để cho bà con có thêm cái sự lựa chọn. Thì bà con nào hợp số nào thì mua số đó ha. Hạp ở trên số của bà ban thì mua, còn hạp ở dưới đây thì số của chư vị thì mua ở dưới đây, tùy bà con cô bác anh chị em ha. Và thành tâm nhất lại khấn nguyện cho bà con nha. Nam mô A Di Đà Phật, con cúi đầu đảnh lễ chư vị thần linh, chư vị sơn thần thổ địa, đức thần hoàng quận cảnh cùng các vị tôn thần, các vị thổ thần. Con kính lại ông bà tà, con kính lại ông bà vinh gia vinh tướng của bà. Hôm nay con về dâng lễ trầu cao, thắp nén tâm hương, châm dầu đốt đèn rót nước. Con nguyện xin các ngài chấp kỳ lễ bạc, xin ban phước và ban cho con một thẻ sâm may mắn, một thẻ sâm tài, một thẻ sâm lộc, một thẻ sâm số trong thẻ sâm trùng khớp với là ngày thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2023, có đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Xin ban cho con đặng một thẻ sâm tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Nằm lên tay giác lợi luôn nè, nó nằm lên tay giác lợi giống như các ngài, nó hơi nè con nè, thấy không? Giác lợi xin thỉnh đón nhận số thầy sâm này ha. Nam mô giác lợi, giác quay vào trong trình lễ rồi giác lợi quay ra cho bà con cùng xem nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi, con vừa lắc ra được số thầy sâm, con cú quay vào trong trình lễ, con xin chư vị độ ban cho số thầy sâm này có khai lộc lớn, ngày thứ sáu trùng khớp với đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, miền Nam là chính, sau nữa miền Trung, miền Bắc. Xin ông bà chư vị thần linh ân điển ban cho số thẻ sâm này có cái lộc lớn, ngày 20 tháng 10 nhằm ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch năm 2023. Xin ban cho về đầu về đặc biệt về trong lô trùng khớp với miền Nam có đại tây Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, riêng có miền Bắc, miền Trung. Xin ông bà độ ban cho cái lộc lớn từ số thẻ sâm này. Nam mô A Di Đà Phật, con thành tâm đón nhận số thẻ sâm này. Một số 41 rồi bà con, 41, 14, 641, 614 dùm cho giác lợi ha. Số thẻ sâm này sâm âm, cho nên bà con có nhớ tham khảo dùm cho giác lợi là 614, 641 dùm cho giác lợi ha. 614, 641 giác lợi để cho ông tà, để xin chư vị độ cho. Con xin ông tà độ cho số 641, 614 có khai lộc lớn trùng khớp với đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, điểm có miền Bắc, miền Trung, để giúp cho bà con trên kênh của con mọi người có thể tham khảo tìm mua tờ giấy số, cầu được cái lộc may mắn, cái phước đức nhân duyên. Mà con xin ông bà độ, ông bà ban cho số thẻ sâm 614, 14, 41, 641, 614, 641 được có cái lộc cho bà con ha. Mua về đạo Phật, xin ông cũng độ dùm cho về trước ngày hôm nay. Con cũng có cái linh tính, con cũng xin bà con thôi tham khảo dùm cho giác lợi ha. 641, 614 ngày hôm nay tại Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, giác lợi cũng có cái linh tính là 41, 46 này sẽ đem tới cái vận may trước cho bà con ha. Bà con nào thích thì tham khảo trước, còn không thích thì không nên tham khảo ha. Ngày này hôm nay 41 với 46 này cũng rất là đẹp nha bà con ha. Thì bà con nào có thể thuận thì bà con tìm mua tờ giấy số, cầu được cái lộc may mắn trước ha. Còn không thuận thì không nên tham khảo nha. Giác lợi xin ân chư vị thần linh độ cho bà con cô bác được cái lộc may mắn, phước đức nhân duyên của mọi người. Giác lợi cũng không khuyến cáo bà con với bất cứ hình thức nào, mong rằng bà con xem với tinh thần giải trí. Giác lợi nguyện chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, ông bà tà, chư vị sơn thần tổ địa, ai xem video thấy được kim thân của Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mạng Ngũ Hành, chư vị thần linh thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn luôn gặp điều may mắn ha. Giác lợi cũng nguyện cầu như vậy, mong rằng tất cả bà con cô bác có ngày được 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam, một ngày an lành hạnh phúc,
bên gia đình và người thân, những người làm mẹ, những người làm chị, làm được một ngày vui vẻ hạnh phúc, một ngày mà tất cả được điều may mắn. Nam mô A Di Đà Phật đối với người phụ nữ Việt Nam nói chung và người phụ nữ quốc tế nói riêng. Nam mô A Di Đà Phật xin chào, chúc tất cả bà con cô bác an lạc nha. Nam mô A Di Đà Phật nhắc lại thành tâm xin hồi số thầy Sâm ha, chúc tất cả bà con luôn an lạc nha. Số 41 này nè, nhắc lại hồi xuống, nhắc lại có cái linh tính là số 41 này hôm nay sẽ đem tới cái vận may trước cho bà con ha. Đại Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận và cả đêm có miền Bắc, miền Trung, 41, 46 hôm nay sẽ đem tới cái vận may cho bà con trước nha. Rồi nhắc lại thành tâm hồi số thể xâm ha. Và nhắc lại cũng mong nguyện cầu cho bà con ai cũng được cái lộc ngày 20 tháng 10 nha. Nam mô A Di Đà Phật, bà con cũng nguyện xin chư vị đầu ban cho cái phước cái lộc ngày 20 tháng 10 để bà con cô bác ai cũng được cái lộc may mắn. Con cứu sinh chư vị thần linh, chư vị sơn thần cô địa, ngũ phương ngũ thổ, ông bà tà, ông bà binh giao binh tướng của bà, xin từ bi gia hộ ban cái phước cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Giác Kiết Tượng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Giác Kiết Tượng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Giác Kiết Tượng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Giác Kiết Tượng Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi giác lại cũng xin hồi số thầy Sâm trên bà xuống luôn. Giác lại mong rằng bà con cô bác anh chị em ha, 646 ha bà con ha, 646 641 ha, và bà con có thể lót giùm 614 giùm cho giác lại ha. Đó là ngày thứ 6 ngày 20 tháng 10. Bà con anh chị em nào hạt số nào mua số đó ha. Hôm nay giác lại thành tâm thắp hương là bà trứng bà đậu nè bà con thấy không, nhang cái tàn nhang thường mà tàn đứng luôn, cây nào cũng cong đứng tàn hết nè. Giác lại thành tâm giác lại xin cái lộc cho bà con ha. Hôm nay giác lại về giác lại dân lễ trầu cao lễ bạc, nhưng mà tâm giác lại chí là thành trầu tim á, đầu tim về nên lá trầu không tim để lót. Nay giác lại dân lễ với bạc tâm thành, giác lại cũng nguyện cầu bà độ và ban cho bà con cô bác anh chị em được cái lộc may mắn. Biết đâu cái phước đức nhân duyên thì bà con xem kênh giác lợi, không biết mua tờ giấy số gì thì có thể mua được tờ giấy số, biết đâu cái may mắn mình được cái lộc thì sao. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xin chào tạm biệt nha, chúc tất cả bà con an lành an lạc ngày 20 tháng 10 nha. Nam mô xin chào tạm biệt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành, Đèn Trời soi xét xin chứng minh, xin ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh giác lợi vlog của con cũng như trên kênh Thần Tài Giải Trí, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn mọi chuyện đều thuận lợi. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà nguyện đem công đức phụng sự Tam Bảo hồi hướng cho tất cả bà con cô bác, gia đạo luôn được bình an, làm ăn luôn gặp điều may mắn. Ai bị tâm tai phạm thái tế, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, xin Năm Mẹ Ngũ Hành, Đèn Trời soi xét. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành chứng minh, xin ban cái phước cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bà con cô bác nào mà anh chị em ha, ở đây mà cái miếu mình thờ bà còn thiếu cái chuông, bà con anh chị em nào có lòng ủng hộ cái chuông đây đi, thỉnh cái chuông về mỗi lần giác lợi cúng, giác lợi thức chuông, cái công đức này rất là lớn ha. Cái chuông gọn gọn thôi chừng cỡ bự bự cỡ dày được rồi đó. Bà con cô bác phát nguyện đi, ủng hộ cái dưỡng gia phụ giác lại cái chuông nha. Nam mô A Di Đà Phật, giữ gìn này thức cúng nha bà con. Giác lại hôm nay giác lại mở rồi, bà con có nào có lòng ủng hộ thì giác lại thỉnh cái chuông ha. Nam mô A Di Đà Phật.